Việt Nam sẽ chiến thắng và cô gái mở đường đến từ đơn vị xóm chung. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Alo. Sự tiết mục của đơn vị xóm chung sẽ là đơn vị của xóm ưng sẽ thể hiện với tiết mục tiếng phọng ngàn ơi. Xin mời đơn vị xóm mà bước gọi chuẩn bị. Anh ơi, hai người gì đây? Mạnh mẽ đôi bàn tay.
đến từ đơn vị xóm Chung. Xin một tràng pháo tay, một lời động viên từ ban tổ chức, ban giám khảo và bà con nhân dân được không ạ? Hello, sau đây ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các đồng chí trong lực lượng công an xã Nhuận đã về đây để phục vụ cho buổi tối hôm nay, đêm hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí công an phó trưởng công an xã Nhuận, đồng chí Khuất Đức Thiện, phó trưởng công an xã Nhuận sẽ lên tặng hoa cho hội thi ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí, và xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Thị Việt Vương và đồng chí Bùi Văn Huấn lên sân khấu để nhận hoa. Có bao giờ mày quay bà áo không? Đang quay cái gì? Nó đi mày. Nó sân khấu cái mày chút. Vâng, xin chào quý vị và các bạn, chụp chào báo tay để cảm ơn. Xin mời các đồng chí lưu lại một ít phút để các đồng chí tác nghiệp viên chụp ảnh lưu niệm. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, để tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay sẽ là tiết mục Đất Việt Tiếng Phong Ngàn Đời, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, mang đến với buổi thi hôm nay với sự thể hiện của múa phù họa Quang Huy đến từ đơn vị Xóm Mương Cội. Xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức